Thí sinh Việt Nam Idol 2023 thiếu bùng nổ chặn cuối. Thanh Thảo, Hà An Huy, những giọng ca gây chú ý chặn đầu Việt Nam Idol, không giữ được phong độ, thiếu tiết mục ấn tượng. Tại live show năm hôm 7 tháng 10, thí sinh Thanh Thảo, 20 tuổi, bị loại do nhận phiếu bình chọn thấp của khán giả. Tuy nhiên, cô được Mỹ Tâm dùng quyền cứu, trao cơ hội đi tiếp vì được đánh giá có tiềm năng. Cô từng nhận cơn mưa, lời khen của các giám khảo tại các vòng đầu. Tuy nhiên, 3 đêm thi gần nhất, Thanh Thảo gây thất vọng, liên tiếp rơi vào nhóm nguy hiểm. Không chỉ Thanh Thảo, nhiều giọng ca từng được đánh giá cao ở vòng vé vàng. Nhà hát cũng chưa để lại dấu ấn. Sau dừng chân hôm 30 tháng 9, Pia Linh, 19 tuổi, nói tiếc nuối vì đã không làm tốt như kỳ vọng của khán giả. Cô cho biết, tôi còn thiếu chuyên môn, non kinh nghiệm, phần nào ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần. Các tiết mục đầu của cô nhận bình luận tích cực về tư duy âm nhạc hiện đại, cách xử lý ca khúc mới. Tuy nhiên, càng về sau, Pia Linh bị giám khảo nhận xét đuối sức, chưa biết cách phát huy thế mạnh. Hà An Huy, thí sinh được nhận xét có tố chất nghệ sĩ lớn nhất, cũng chưa để lại dấu ấn mới ngoài ca khúc rơi ở vòng đầu tiên. Theo giám khảo, điểm mạnh của anh là giọng hát cảm xúc, khả năng sáng tác, trình diễn thoải mái. Tuy nhiên, thí sinh liên tục có phần thi bị chê lạm dụng giọng giả thanh, phong cách sân khấu thiếu đột phá. Tại đêm thi chủ đề nhạc remix, Mỹ Tâm cảnh báo An Huy nếu tiếp tục thể hiện sự thiếu chắc chắn sẽ dễ vào nhóm nguy hiểm. Nhóm thí sinh gồm Lâm Phúc, Xuân Định, Hà Minh được giám khảo nhận xét tiến bộ, biến hóa sân khấu. Tuy nhiên, các tiết mục của họ vẫn chưa thể vượt ra khuôn khổ cuộc thi để tạo nên sức lan tỏa. Theo các ca sĩ, nhạc sĩ có thâm niên trong nghề, thí sinh Idol không đạt phong độ ổn định do chọn bài chưa đúng. Thanh Thảo từng được Mỹ Tâm khen hội tụ các yếu tố như hát, sáng tác, chơi nhạc cụ để trở thành thần tượng âm nhạc thế hệ mới, tiêu chí cuộc thi năm nay. Tuy nhiên, các phần thi gồm Nhớ Anh, Hương Đêm Bay Xa, Cá Căng Câu Cô liên tục bị nhận xét một màu, đi theo lối mòn về cách xử lý, không còn giữ được sự tự nhiên giống các vòng đầu. Giang Hồng Ngọc, giám khảo vòng casting, nhận xét các giọng ca đang gặp áp lực vì phải hát live, chưa có nhiều kinh nghiệm, bản lĩnh sân khấu do tuổi đời còn quá trẻ. Theo ca sĩ, thí sinh cần biết lượng sức, chọn bài trong khả năng để làm tốt nhất thay vì gồng lên, dễ cho khán giả thấy hạn chế. Hứa Kim Tuyền cho rằng thí sinh chỉ có một tuần để chọn bài, tập luyện. Theo nhạc sĩ, các tiết mục của thí sinh đang ở mức khá, để tạo sự lan tỏa mạnh còn phụ thuộc nhiều yếu tố. Tác giả Giữa Đại Lộ Đông Tây nói, theo tôi, thí sinh cần thêm thời gian để chứng minh năng lực. Cuộc thi là sân chơi giúp họ trải nghiệm, học hỏi. Điều quan trọng là sau khi kết thúc, các bạn phải tìm được hướng đi đúng. Việt Nam Idol trở lại sau 7 năm ngưng sản xuất hồi đầu tháng 7, từng gây chú ý nhờ diện mạo mới, dàn giám khảo, thí sinh được khen vì có thể hát, rap, sáng tác. Sau live show 6, top 5 sẽ bước vào chung kết, diễn ra ngày 21 tháng 10 ở thành phố Hồ Chí Minh. Sân chơi là phiên bản Việt hóa của chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng Pop Idol đến từ Anh. Lên sóng lần đầu tiên vào năm 2007. Qua 7 mùa tổ chức, Việt Nam Idol từng phát hiện nhiều giọng ca, quán quân lần lượt là Phương Vi, Quốc Thiên, Nguyên Linh, Ia Suy, Nhật Thủy, Trọng Hiếu, Janice. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.